Đây cận cảnh con người nhá, con đuông cọ nhá, tôi cầm cho anh em xem. Rất béo luôn. Ui. Béo ngậy luôn. Cái này mà cắn vắt chú nhỉ. Ăn sống được mà. Ăn sống được, chú ăn không? Chú ăn được. Chú thử luôn đó. Chú không cho ăn được. Con này có thể ăn sống được anh em ạ. Ở nét nét. Ok đây, nét rồi nha anh em nhá. Đây, đây là cận cảnh con đuông cọ nhá. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay thì tôi sẽ đi tìm một cái món đặc sản đặc biệt đấy, ở Định Hóa. Các bạn có biết món gì không? Đây, sau lưng tôi là một rừng cọ đã bị chặt cách đây cũng khoảng 2 tháng rồi. Ở bên trong thì nó sẽ có những cái con đuông, người ta gọi là đuông cọ ấy. Đấy, con đấy là rất là đặc sản, ăn rất là ngon luôn. Và bây giờ tôi sẽ lên trên đồi nhé. Ở trên này thì chú tôi đang tìm trên này rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ lên đấy nhá. Tôi sẽ đi đường này. Con đường này nó hơi khó đi. Nhìn thận nhá. Ôi, ôi, ôi. Okay. Ui. Chờ nhá, nhìn thận nhá. Đây đi. Cái chỗ này ngày xưa là một cái rừng cọ anh em ạ. Đây. Một đồi cọ luôn. Nhưng người ta phá đi để trồng cái keo. Đấy. Cho nên là những cái con bọ cánh cứng ấy nó sẽ làm cái tổ trong cái thân cây cọ này. Nó nói đây. Ở đấy thì nó sẽ đẻ trứng ra và cái trứng nó phát triển thành một con sâu hoặc gọi là đuông cọ. Qua được không? Cẩn thận nhé. Ok, chú tôi đang tìm ở đây. Cây này chú, bây giờ bổ con này. Bây giờ thì kiểm tra cây này xem. Những cái cây này thì có người đã, người ta đã khai thác rồi. Bây giờ chúng ta thì đi theo thôi. Đi, mình sẽ đi khai thác lại thôi. Cây nữa, cây này có khả năng là có. Bây giờ chú sẽ cứ lốc nhá, bắt cứ lốc đi. Ôi. Có cứ lốc này tìm rất dễ anh em. Ui. Đây. Ui giời ơi. Đây. To. Đây cận cảnh con người nhá, con đuông cọ nhá, tôi cầm cho anh em xem. Rất béo luôn. Ui. Béo ngậy luôn. Cái này mà cắn vắt chú nhỉ. Ăn sống được mà. Ăn sống được, chú ăn không? Chú ăn được. Chú thử luôn đó. Chú không cho ăn được. Con này có thể ăn sống được anh em ạ. Điểm bấm nét anh em. Ở nét nét. Ok đây, nét rồi nha anh em nhé. Đây, đây là cận cảnh con đuông cọ nhá. Tôi cho anh em xem. Cái mùi ngoài thật sự nó kinh dị lắm. Bởi vì là cái nó ăn cây thối mà. Đây. Từ từ cháu. Đây, bây giờ chú từ chú. Bây giờ chú tôi sẽ thử ăn cái con sống rồi xem nào, cảm nhận nào nhá. Nào, ok. Ê, rất thơm. Nào chú. Thơm. Ngon lắm. Hay cho thử con.
tiếp con này. Để ăn thử không? Đôi lên xem này. Bây giờ tôi sẽ thử con này xem. Chú bảo là ngon lắm, thơm lắm. Không biết là có giống lời chú nói không. Bây giờ ăn con này mới ngon này. Bây giờ thử nhá. Nhiều luôn. Bây giờ tôi thử ăn này. Được không? Thôi có lẽ là cái thử thách này tôi sẽ nhường lại cho chú phần giải nhất thôi. Thôi cái tí nữa về sẽ nướng rồi tôi sẽ ăn rau nhé. Rất nhiều luôn. Nhiều nhỉ. Một lúc mà đống này. Bây giờ có cơn lốc cũng dễ thật. Chỗ này chắc có này. Lên không quay lên. Hẳn là 4 lạng rồi đấy. Ôi, 5 lạng đấy là ngon rồi. Thanh niên vác hẳn cơ lốc đi tìm đuông cọ vào cái kết. Điều có chú? Chú nghe nào mà biết chú? Nghe thấy nó kêu trong ấy mà. Nó kêu đung cọ đi, đung cọ đây. Ok, chú tôi đã phát hiện thêm cây nữa. Bây giờ tiếp tục lấy cưa lốc ra và cưa nha anh em nha. Để xem trình độ kỹ thuật cưa của chú tôi. Lên. Chắc là vẫn có nhỉ? Vẫn có. Đây tôi cảnh. Ui, cũng có đấy. Cận cảnh cho anh em xem nhé. Chắc là có. Nhìn nó ăn thế cơ mà. Đây đây đây. Đây, một con. Còn nhiều con. Chỗ này đi cả chiều chắc mấy có khi cân đấy chứ nhỉ. Ừ. Chắc có ít rồi không? Có khi có một con. Một con ăn xong ăn được nhiều nữa nhỉ? Hay là đi đâu hết? Chắc hay xuống dưới. Chắc xuống dưới rồi chỗ. Lúc mình cưa ở trên là nó chui xuống nhỉ? Không thấy con nào. Đây, có một con, hơi mini. Bây giờ hiếm rồi, phải bon những cái kia. Đây, bây giờ nó mới vào ổ của nó. Đây, 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 đây. Cháu con này xem. Đây, con này con non đây. Đây hình ảnh của anh em đang xem được quay tại một cái đồi ở Định Hóa. Bây giờ tôi đang ở trên núi rồi. Thời gian vừa rồi thì do nhiều sự cố máy tính cứ hỏng với lại bận công việc ấy, cho là tôi ít ra được video cho anh em xem. Và trong thời gian này thì tôi sẽ ra nhiều nhiều video nhé anh em nhé, những cái video mà tôi đi khám phá ở trên núi này và những cái video hay ho nữa. Anh em nhớ xem theo dõi kênh của tôi nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm cái nút đăng ký bên dưới
và cái nút chuông để ủng hộ tôi làm những video hay hơn, ý nghĩa hơn. Bây giờ tôi đang ở trên núi cơ, rời thành phố cũng được mấy ngày rồi, mấy ngày lên núi chỉ đi quay phim thôi. Đấy, đi muốn ghi lại cho anh em xem những cái cảnh sinh hoạt ở Định Hóa, những cảnh sinh hoạt ở quê tôi như thế nào, và những cái gì hay ho, những cái nói chung là những cái đặc sản này ở đây đấy, như là đuông cỏ hôm nay đấy, thì tôi sẽ quay lại cho anh em xem nhá. Còn bây giờ thì chú tôi đang bên kia đây, đâu nhỉ, chú bên này đây, đây. Chú tôi đang tiếp tục đi cưa cái cây bên kia. Bây giờ tôi với các bạn sang qua bên đấy xem nhé. Nhìn cái nó ăn phân kiểu này là các cụt của con to lắm đấy nhỉ chú nhỉ, chắc là già đấy nhỉ, phân nó mặc màu này. Đây 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 đây, đây tôi quay cận cảnh này đấy, cái con đuông cọ nó ở như này ạ, đấy nó sống nó rúc trong này, đấy, con này vẫn còn non, con này nó sống một con này. Đấy, thấy chưa? Đây, con này nó to. Chưa có một con kìa, chú. Đây. Và đây. Con này nhỏ. Nhỏ vậy. Chưa lấy được. Đấy, con to rồi. Ui, đây, đây, đây. Đấy, con này to này nha. Đây, một con to này. Đây. Chú cầm đây xem nào. Đây, to kìa. To cho lên mét này. Ngọng nguậy, ngọng nguậy. Làm miếng rất ngon nhá. Làm miếng luôn. Tí sẽ cho anh em xem món sâu cọ tắm nước mắm. Sâu cọ này có thể chế biến rất nhiều là nhiều món anh em nhá. Nên là bạn nào có những cái cách nào mà chế biến ngon, chế biến hấp dẫn thì để lại phía comment bên dưới để chúng tôi sẽ học hỏi cho các bạn xem là làm nó có ngon không nhá. Vậy bằng đấy đâu. Thôi tầm này cũng được rồi. Này được gần cân rồi. Cái này để mấy hôm nữa quay lại có thì lại lớn hơn. Nuôi nuôi. Đường xuống rất là dốc nha anh em nhá. Đấy. Ôi ôi mình để nhiều. Gai, đủ gai lắm. Liêm thì thận liêm trước đi. Quay về tôi sẽ xuống lặn và chế biến. Ở giờ đấy thì còn một số món nữa. Đấy tôi xuống sẽ quay cho anh em xem. Đi thận nha. Trượt xuống đi. Chỗ này rất là trơn luôn. Trơn quá.
Ok, vậy là đã lên láng. Một cái bình này ăn ít lắm, máy này. Đây, đây là thành quả của hôm nay đây. Chỗ này chắc được gần cân đấy nhỉ? Chắc khoảng 5 lạng. Đây, thôi đổ. Vậy, ui. Con nào cũng béo tốt. Béo luôn. Đấy, anh em, đây là cận cảnh nhá. Đã đến gì tôi sẽ chế biến rất nhiều món. Đấy. Bây giờ chúng tôi ở trong lán nên là không đủ điều kiện, không đủ gia vị. Con này bây giờ nướng hay làm gì chú? Nên là mình chế biến món nướng đi. Nướng à? Xiên vào nướng à? Xiên nướng. Nó như thế nó chẳng chảy hết đấy à nhỉ? Không, xiên vào cổ chứ. À. Lát này tôi sẽ làm món đuông nướng. Đuông cọ nướng nhá. Ok, sau khi mà đi tìm về thì bây giờ chú tôi sẽ xiên về làm món nướng. Như này nó mới dân giá ấy. Chúng mình cầm một con lên để dâu quay nào. Cận cảnh nhá. Đấy không? Đây đây. Làm luôn. Liêu ăn không? Rồi cho thử một con. Ngon lắm. Vậy mình thử con đây nhá. Nướng này nó thơm nó ngon lắm. Mời tất cả anh em nhá. Ngon thế. Ăn đi. Liêu ăn không? Không ăn đâu. Bên túc lọ nó cái nha. Nướng đúng tầm mới ngon. Này. Cho liêm một con. Không ngờ mày. Ăn này. Ăn thử cái cho nào. Không, chú ăn đi. Ăn đi, ngon đi. Làm nốt con cuối cùng. Cái thành quả hôm nay. Thôi, có lẽ là bây giờ tôi phải tạm dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video tôi. Đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất của tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.